Xin chào mừng quý khán giả đến với Von Vlog Minnesota. Kính thưa quý vị, video này xin chia sẻ bài viết Chính phủ ngầm, kẻ thù vô hình của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump và Kiel, viết tắt của tổ chức tình báo ẩn danh QAnon, đã nhiều lần ám chỉ đến một kẻ thù vô hình. Người ta vẫn cho rằng ông Trump đang ám chỉ đại dịch nhưng không phải. Kẻ thù vô hình mà Tổng thống đang nói đến là chính phủ ngầm, một thế lực vô cùng đáng sợ. Thưa quý vị, trong một nguồn khác thì có nói như thế này. Tổng thống Trump đã đề cập trực tiếp đến thuyết âm mưu của QAnon vô căn cứ, cực hữu, nói rằng ông không biết nhiều về cộng đồng trực tuyến và những người theo dõi nó ngoài việc họ rất thích tôi. Tôi nghe nói rằng đây là những người yêu đất nước của chúng ta. Trump nói thêm trước câu hỏi về cộng đồng âm mưu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng khi một phóng viên tóm tắt một phần thuyết âm mưu cho tổng thống rằng nó xoay quanh một câu chuyện sai lầm rằng trump đang dẫn đầu một cáo buộc bí mật do chính phủ lãnh đạo chống lại những kẻ ấu dâm ăn thịt người và những người sùng bái ma quỷ trump đã trả lời đó có phải là một điều tồi tệ không nếu tôi có thể giúp cứu thế giới khỏi các vấn đề tôi sẵn sàng làm điều đó ông trump nói đây là lần đầu tiên ông trump đưa ra những bình luận dài dòng về thuyết âm mưu mặc dù trước đây ông đã trích lại các bài đăng từ các tài khoản liên kết với QAnon trên tài khoản Twitter của mình. Trong gần 3 năm, kể từ khi nó lần đầu tiên xuất hiện trên các bảng tin trực tuyến ẩn danh, âm mưu của QAnon đã chuyển từ một phong trào rìa thành một nhân tố lớn trong chính trị và văn hóa cực hữu. Nghiên cứu từ nhóm cơ quan giám sát tự do Media Matters cho Mỹ Đến 20 ứng cử viên cho Quốc hội sẽ xuất hiện trong một cuộc bỏ phiếu tổng tuyển cử vào tháng 11 đã tự nhận mình là tín đồ của QAnon hoặc đã tin tưởng vào giáo điều của nó. Chính phủ ngầm, kẻ thù vô hình của tổng thống Trump. Tác giả của bài viết này là Tiến sĩ Michael Sala, là một cựu giáo sư chính trị quốc tế và là tác giả của một trong những đầu sách bán chạy nhất ông đã từng đảm nhiệm các vị trí giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Quốc gia Úc và Đại học Mỹ. Trang web của ông ấy là exopolistic.org. Kính mời quý vị cùng nghe bài dịch được đăng tải trên website tinhhoa.net nhé. Tổng thống Trump và kiểu, viết tắt của tổ chức tình báo ẩn danh QAnon, đã nhiều lần ám chỉ đến một kẻ thù vô hình, người ta vẫn cho rằng ông Trump đang ám chỉ đại dịch nhưng không phải, kẻ thù vô hình mà tổng thống đang nói đến là chính phủ ngầm, một thế lực vô cùng đáng sợ. Nếu xét những việc đang xuất hiện trong bối cảnh rộng hơn từ những bài bình luận của Trump và Q, thì có thể thấy kẻ thù thật sự mà ông đang ám chỉ đến xác thực là chính phủ ngầm, thế lực vô hình phía sau đại dịch. Đây cũng là thế lực mà những người mũ trắng, thuật ngữ chỉ những hacker máy tính có đạo đức trong cộng đồng tình báo quân sự Hoa Kỳ hiện đang phải đối đầu trong cuộc chiến tin tức. Chính phủ ngầm thật sự tồn tại. Những phát ngôn lặp đi lặp lại để ám chỉ về kẻ thù vô hình của tổng thống Trump đã được các hãng truyền thông dòng chính lý giải rằng, đó đơn thuần chỉ là lời nói khoa trương của ông trong việc chống lại COVID-19. Ngày 9 tháng 4, Jack Saffer, người viết bài cho tờ Politico từng nói, tổng thống Trump thực hiện các kế hoạch phòng chống virus vào giữa tháng 3, cuối cùng ông cũng phải thừa nhận tính nghiêm trọng của đại dịch và đã cố quy cho đại dịch này là một kẻ thù vô hình. Trump lần đầu nhắc đến cụm từ này vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 trong một cuộc họp báo với lực lượng đặc nhiệm về việc phòng chống virus. Bộ hán ông nói, nó là một kẻ thù vô hình. Bất kể bạn nhìn nhận nó là thứ gì đi nữa. Trump liên tục nhấn mạnh tiêu đề câu chuyện ông muốn đề cập. Ông nhắc lại, tôi mới vừa nói là chúng ta có một kẻ thù vô hình. Kể từ đó, Trump đã dùng cụm từ này trong những bức thư, nhận xét phỏng vấn dòng tweet video blogs, đặc biệt trong chiến dịch cấp bách để giải quyết virus. Ông sử dụng gần như theo chu kỳ mỗi ngày. Theo kho dữ liệu của Factbase, Trump đã khai thác từ này ít nhất 44 lần. Có vẻ như ông muốn nhân cách hóa virus thành một sinh vật sống có ý định xấu xa đối với nhân loại. Việc Trump nhắc đi nhắc lại về một kẻ thù vô hình, điều đó chỉ đơn thuần là ông muốn ám chỉ một thứ gì đó quá nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy, hay ông muốn đề cập đến một kẻ thù vô hình đã giàn dựng sự xuất hiện của Covid-19. Trump liên tục nhắc đến thế chiến hai nhằm ngụ ý rằng ông đang nói đến một thứ gì đó tàn ác đứng phía sau việc virus lây lan toàn cầu. Nó không chỉ đơn thuần là một sự kiện tự nhiên tình cờ xảy ra. Trong Thế chiến 2, những thiếu niên trẻ tuổi đã tình nguyện chiến đấu, họ làm thế vì họ yêu đất nước chúng ta. Công nhân từ chối về nhà và ngủ trên sàn nhà máy để đảm bảo dây chuyền lắp ráp luôn vận hành. Chúng ta phải hy sinh cùng nhau bởi tất cả đều đang cùng trải qua chuyện này và sẽ cùng nhau vượt qua. Nó là kẻ thù vô hình, một kẻ khó nhằn nhất, nhưng chúng ta sẽ đánh bại nó. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ đánh bại nó nhanh hơn chúng ta nghĩ và đó sẽ là một chiến thắng toàn diện, tổng thống Trump nói. Lời nhận xét của Trump về kẻ thù vô hình là nói về chính phủ ngầm, đây là tổ chức mà ông đã chiến đấu ngay cả trước khi nhậm chức tổng thống. Cuộc nội chiến giữa chính quyền Trump và chính phủ ngầm là trận đấu giữa những người muốn giải phóng nhân loại khỏi một nhóm những kẻ kiểm soát áp bức toàn cầu. Chúng đã nô lệ hóa nhân loại thông qua việc thống trị các phương tiện truyền thông chính thống, các tổ chức chính trị, tài chính, văn hóa và tôn giáo trong nhiều thế kỷ, thậm chí cả thiên niên kỷ. Liên quan đến sinh vật ngoài hành tinh, các tác giả như G. Mark của cuốn Cai trị bí mật năm 2001 và William Bramley với những vị chúa của vườn địa đàng năm 1993 đã trình bày chứng cứ thuyết phục vạch trần kẻ thống trị toàn cầu, chính phủ ngầm. Họ là những gia tộc huyết thống của tầng lớp tinh hoa thống trị. Nguồn gốc tổ tiên xa xưa là những người ngoài hành tinh bị xua đuổi, phải di cư đến trái đất hàng nghìn năm trước. Cả hai tác giả đều tiết lộ rằng trong quá khứ xa xưa, người ngoài hành tinh đã trực tiếp thống trị nhân loại và sau đó, chúng cài những giống người lai ngoài hành tinh tiếp tục thay họ cai trị. Những nhân vật này được mô tả trong nhiều tài liệu lịch sử như danh sách các vị vua của người Sumer và những vị vua Ai Cập thời cổ đại trong biên niên sử Manetho. Theo mà và những người khác mô tả, những người lai đại diện cho giới thống trị này đã tiến hóa thành những dòng dõi gia tộc. Họ ở phía sau dùng kiến thức công nghệ kỹ thuật cổ xưa được truyền lại từ Chúa tể ngoài hành tinh, các thực thể bò sát để thống trị và kiểm soát nhân loại. Những năm 1930 đến 1940, các dòng dõi gia tộc này lại được tiếp cận thêm những thành tựu và công nghệ mạnh mẽ của người ngoài hành tinh. Đầu tiên là Đức, Ý, sau đó là Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc đều đã tiếp cận được các công nghệ ngoài trái đất. Nó đã trở thành thông tin tuyệt mặt trong các khu công nghiệp quân sự phức hợp tương ứng của họ. Các công nghệ tiên tiến này đều được giới tinh hoa cầm quyền kiểm soát. Họ không có ý định chia sẻ các công nghệ đó với phần còn lại của nhân loại mà chỉ muốn chiếm đoạt chúng để độc quyền sử dụng. Ở Mỹ, công nghệ thừa hưởng từ người ngoài hành tinh được dùng để xúc tiến những kế hoạch của những dòng dõi gia tộc thống trị nhằm kiểm soát quốc gia và toàn cầu những lãnh đạo nào có ảnh hưởng và không ủng hộ kế hoạch của giới tinh hoa thì sẽ bị trừ khử công khai để cảnh báo cho những lãnh đạo quốc gia khác. Cùng những ai đang ngán đường chống lại tiến trình thực hiện kế hoạch của gia tộc thống trị. Điển hình như Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên James Forrestal và Tổng thống John Kennedy, họ đã bị trừ khử công khai để cảnh báo cho những lãnh đạo quốc gia khác, những ai dám chống lại kế hoạch của chính phủ ngầm. Ngày nay, Trung Quốc cũng đã bị chính phủ ngầm xâm nhập gần như hoàn toàn bằng chứng là các thỏa hiệp với những cơ quan khoa học quân sự hàng đầu của chúng không phải ngẫu nhiên mà tâm chấn của dịch bệnh COVID-19 lại xuất hiện ở Trung Quốc, nơi được chính phủ ngầm lén lút tài trợ từ sau cuộc cách mạng Cộng sản được giải thích trong quyển sách Sự nổi dậy của rồng đỏ. Điều này khiến Tổng thống Trump phải bổ sung thêm thành viên cho cộng đồng tình báo quân sự Mỹ nhằm giải thoát quốc gia khỏi móng vút quyền lực của chính phủ ngầm. Trump đã ngụy trang khéo léo để che đậy mục đích thực sự của mình đối với cả những người của chính phủ ngầm và những người mũ trắng. Rất nhiều người đã nhận ra sự hiện diện của chính phủ ngầm. Âm mưu dự tính ban đầu của chính phủ ngầm chính là ngăn chặn Donald Trump ngay từ giai đoạn bầu cử tổng thống và sau đó loại bỏ ông ấy bằng việc cáo buộc ông thông đồng với Nga do báo chí dựng lên. Hay cuộc điều tra giả mạo với Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, là cánh tay phải của Trump và giàn dựng vụ luận tội ông với Ukraine. Càng đến gần ngày bầu cử 3 tháng 11, chính phủ ngầm càng xuất nhiều chiêu bài để ngăn Trump tái đắc cử như kế hoạch đại dịch COVID-19. Cùng tình trạng náo động trong dân chúng thông qua xung đột sắc tộc được sắp đặt trước, tất cả đều được dẫn động bởi những tin tức không dứt từ truyền thông chính thống thuộc chính phủ ngầm, với mưu đồ nhằm thao túng công chúng từ bỏ quyền dân sự của họ. Đây là lúc kêu, tổ chức tình báo ẩn danh QAnon và phong trào toàn cầu mà họ phát động trở nên quan trọng trong việc nhận thức được rằng kẻ thù vô hình đã bị khóa đằng sau hậu trường và đang hấp hối với chính quyền của Trump. Hầu hết những người theo Q thừa nhận rằng họ đại diện cho một nhóm những cá nhân có quan hệ với cộng đồng tình báo quân sự và các quan chức có quan hệ mật thiết với Tổng thống Trump. Nhiều hình ảnh do Q cung cấp là bản gốc được chụp bên trong phòng bầu dục và chuyên cơ di động của Trump. Điều đó chứng minh rằng các tuyên bố của họ thật sự có liên quan trực tiếp đến tổng thống. Nhiều người tin rằng một trong những chữ ký được kêu sử dụng chính là của tổng thống Trump. Kêu cũng giống như Trump, họ ám chỉ kẻ thù vô hình đó đang ra sức nô dịch hóa nhân loại trong một bài đăng ngày 29 tháng 6. Kêu viết: "Nếu nước Mỹ sụp đổ thì thế giới cũng sẽ như vậy. Nếu nước Mỹ rơi vào bóng tối thì thế giới cũng sẽ sớm đi theo. Chỉ khi chúng ta sát cánh bên nhau, chỉ khi chúng ta đoàn kết" Chúng ta có thể đánh bại kẻ thù đen tối được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt này. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của kinh thánh, những đứa trẻ của ánh sáng đối đầu với những đứa trẻ của bóng tối. Chúng ta phải đoàn kết để chống lại kẻ thù vô hình của toàn nhân loại. Rõ ràng là Kill không nhắc đến Covid-19 gì cả mà thay vào đó họ mô tả về một nhóm cá nhân hoặc tổ chức quyền lực, những đứa trẻ của bóng tối được cho là ám chỉ chính phủ ngầm. Kêu cũng từng trích dẫn toàn bộ bức thư từ Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ gửi cho Trump. Vigano cũng đề cập đến chính phủ ngầm như một kẻ thù vô hình đang cố gắng nô dịch hóa nhân loại. Lá thư viết, có những linh mục trung thành chăm sóc đàn chiên của Chúa, nhưng cũng có những kẻ phản đạo tìm cách phân tán đàn chiên và treo cho lũ sói hung ác nuốt chửng không có gì đáng ngạc nhiên khi những lính đánh thuê này là đồng minh với những đứa trẻ của bóng tối và đối nghịch với những đứa trẻ của ánh sáng giống như chính phủ ngầm cũng có một giáo hội ngầm họ chối bỏ bổn phận của mình và từ bỏ những cam kết đúng đắn trước chúa do đó kẻ thù vô hình chính là những người giỏi điều hành trong cuộc chiến chống lại xã hội họ chống lại những vị linh mục tốt trong giáo hội hãy đoàn kết chống lại kẻ thù vô hình của toàn nhân loại tôi chúc điều tốt lành cho ngài và đệ nhất phu nhân, đất nước Hoa Kỳ yêu dấu và tất cả công dân nam nữ có thiện trí. Vigano nói thế lực tà ác được xem là giáo hội ngầm, đang gây ảnh hưởng xấu đến các giáo sĩ chân chính muốn phục vụ nhân loại, giống như chính phủ ngầm làm điều tương tự với các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong một bài đăng vào ngày 13 tháng 4 năm 2018, kêu ám chỉ một loài bò sát ngoài hành tinh đã gây ảnh hưởng lên khắp Vatican, Bài viết với nội dung và hình ảnh Đại Thính Đường Vatican giống hệt đầu một con rắn, kèm câu hỏi, nếu như những tín đồ sa tăng giáo thống trị Vatican, bạn có nhận ra không? Tổng thống Trump đang chiến đấu vì nhân loại. Có nhiều giải thích về hình tượng Đại Thính Đường Vatican, nó khớp với những tuyên bố của đa số người nội bộ tiết lộ về người bỏ sát ngoài hành tinh, chúng đang bí mật kiểm soát Vatican. Giống như những ám chỉ từ Q, và tổng giám mục Vigano, kẻ thù vô hình mà tổng thống Trump đang nhắc đến rất có thể là chính phủ ngầm, mối đe dọa thật sự của nhân loại. Một cuộc nghiên cứu về những cá nhân và tổ chức liên quan đến chính phủ ngầm tiết lộ có một nhân tố đặc biệt ngoài trái đất, đó mới chính là khởi nguyên và là thế lực điều hành họ. Nếu tổng thống Trump và những người mũ trắng thành công trong việc đánh bại chính phủ ngầm, nhân loại sẽ có thể tự giải thoát mình khỏi một kẻ thù vô hình từ thời cổ đại một thế lực đã thao túng những vấn đề của nhân loại thông qua những sự kiện toàn cầu được dàn dựng trước trong hàng thế kỷ, có thể nói là thiên niên kỷ. Chúng ta đang thực sự đang sống trong thời kỳ mà Kinh Thánh nhắc đến, như Tổng Giám mục Viano khẳng định. Đây là thời kỳ mà những đứa trẻ của ánh sáng bị khóa chặt trong một cuộc chiến tâm linh chống lại những đứa trẻ của bóng tối. Thưa quý vị, bài báo này đã kết thúc. Chúng ta hãy chờ xem những chuyện nối tiếp trước cuộc bầu cử lần này nhé, thưa quý vị chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo